anh em đã quay lại với kênh âm thanh đồ điện Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu đây một dàn đồ điện Victor Modern OXQ10. Một dàn này là thiết kế dạng xí ngầu anh em ha, rất là nhỏ gọn để trên phòng làm việc hoặc là phòng ngủ rất là tiện lợi. Đặc biệt dàn này thì anh em mua về tặng cho con cái để nghe tiếng Anh rất là tiện lợi ha. Đọc tốt cái chức năng là CD nè, rồi MD, có AUX nghe nhạc điện thoại máy tính hoặc là mình gắn với Bluetooth cho anh em rất là hay. Và có FM full tần số để anh em bắt các đài Việt nghe an toàn giao thông vân vân, rất là tiện lợi. Này dàn này chất âm rất là hay, bass rất là lực ha, trep rất tí tách luôn. Lo này màng carbon viền cao su, trep này trep giấy còn nguyên anh em ha. Này là cái bóng nó chót thôi chứ lo không hề bị rách gì nha, rất là đẹp luôn. Thùng bass đẹp gan này, đúng model theo dàn luôn. Màu trắng thì nó hơi bị dơ dơ, cái này bên em anh em về vệ sinh lại là sạch thôi. Tổng thể dàn còn rất là đẹp, dưới tầm giá dưới 1 triệu, dàn này bán giá 900 anh em ha, rất là rẻ rồi. Để hỗ trợ anh em tối đa để anh em về nghe nhạc qua nhà hàng nội địa rất lượng rất là cao. Đó, anh em có thể mua kèm nữa để học chỉnh được bass chép trên máy rất là tiện lợi. Đây, đây là chức năng tăng cường bass nha, còn đây là bass chép đây, bass tăng giảm lên đó. Và chép đây, nếu học thì mua giá là 100.000 ha, chỉnh được các chức năng cơ bản luôn và chỉnh được chọn bài vân vân rất là tiện lợi. Mình tới chức năng MD nha, MD thì nhạc rất là hay. Mình đang test đây là CD nha, rồi mình chuyển qua MD. Cái này cái khay đĩa nó cũng có đèn luôn, rất là đẹp luôn. Màu này mình chỉnh được bằng nút color đây nè, hoặc là cảm ứng đến đây, rất là độc đáo. Giảm ở đây bằng nút này nè, đây nghe 9560 là an toàn giao thông nha, khá là rõ. Anh em nghĩ thiếu khúc dây điện nửa mét gắn vào cái jack FM 75 ohm phía sau là bắt được đại thôi. Rồi mình test chức năng AUX nhà điện thoại máy tính, đây mình gắn vào cái USB Bluetooth phía sau máy rồi anh em ha, kết nối không dây tới cái điện thoại này luôn. Máy nhạc lên YouTube nha. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mong. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo tím, tàng trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, mong xanh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím cùng.
sao không chịu nói để giờ tim ngần ngơ. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Rồi mình đã xong cái dàn đồ đĩa Victor Modern là OXW10, cái kiểu nhỏ gọn, kiểu xí ngầu. Anh em có thể để bàn làm việc hoặc là bàn phòng ngủ cho con cái học tiếng Anh vân vân, rất là tiện lợi, chạy tốt CD, MD, FM, full tần số và có AUX nhà điện thoại máy tính. Anh em có thể mua kèm để mình học với giá 100.000, nó chỉnh được patch chép và chỉnh các chức năng cơ bản. Giá dàn này là chỉ 900.000 anh em ha, rất rẻ. Dưới 1 triệu thì những dàn như thế này chất lượng rất là cao. Anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981 333 246. Anh em đăng ký kênh, nhấn thông báo bên tay phải video, mình ghi chuông để nhận video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.